Ok, và xin chào tất cả mọi người đã đến với video mới của mình. Thì một con vũ khí mới cũng sắp được ra mắt trong cái tháng 1 này của chúng ta. Những cái ngày hội, các thứ vũ khí nó được ra mắt mới rất là nhiều. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với xuất hiện. Cái tên nó thì hơi dị một xíu nhưng mà ok. Cái khả năng của nó thì ok, nó sẽ biến anh em làm đống trong vòng khoảng vài giây gì đó. Khá là vui. Và anh em có thể phóng tên lửa một cách thoải mái. Trong con vũ khí này thì nó... Nào, đường đấy. Em thấy chưa, cái khả năng bắn tên lửa của nó gọi là như kiểu một quả đại bác ấy. Con này thì nó là một con snip liên thanh. Đam nó thì một viên vào người cũng không chết được đâu anh ạ. Nên là em rất thoải mái đây. Và cái tên lửa nó không khá là đần. Ok, và tôi nhấn nhầm T rồi. Con này thì nó búp cho zombie là... thì nhỉ? 10% tốc độ di chuyển này. 1000 máu với cả 20% cái độ thay cảo sao ấy, tôi nhớ nhầm vậy. Đây, bình tĩnh. Mày quá, mình bóng thêm một quả tên lửa nữa. Mình vẫn sống. Thôi mình đi xuống em. Không tí nữa có ngày ngỏ mà đấy. Vô ra vẩn. Ôi, thế mình vẫn lên được ấy. Nó lát cho cái máy này nó hơi dở và anh em thông cảm. Đấy, cái này là bắn ra bắn đẩy lùi người lại. Nên là nếu mà anh em bắn thì anh em để ý là anh em phải nhảy một cái nhá. Thì nó sẽ không bị lệch đâu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ kiếm cái spawn nào đẹp đẹp một tí đúng không ạ? Đấy, lên ngay không các bạn ạ. Một quả chết 4 con đấy. Hello, chào bạn. Ôi, anh em biết mình thế nào đấy. Bắn tên lửa không? Ok, bắn được rồi. Lên nữa này. Còn thằng núp ở kia. Không chết. Con này thì nó sẽ còn một khả năng búp dom nữa cho anh em, đó là khi anh em làm zombie ấy, em giữ T thì nó sẽ kiểu tụ lực cho anh em. Cho đến khi mà đủ lực rồi thì tí là đang cận chiến. Khi anh em tụ đủ lực rồi thì anh em sẽ có thể nhảy một phát rất là cao, nhưng mà nó cũng ngang với cái việc mà anh em giữ T thôi. Nó choáng luôn thì anh em thấy chưa? Khi mà anh em dính tên lửa này là auto choáng nhé. Auto choáng khoảng 1 giây nếu mình nhớ không nhầm là vậy. Và đam nó khá là to. Đam nó khoảng 2000 một viên như này thì chắc chắn một con sẽ chết. Tổng cộng cũng khoảng 16000 máu đấy thì chắc chắn nó sẽ chết thôi. Cái thời đại mà búp máu của Mai lên nhưng mà nó không đủ để cả được con này được. Sao chửi tôi rồi? Tôi có làm gì đâu. Ok bạn. Căng thẳng quá, anh em vui vẻ với nhau test đồ. Cứ phải cay nhau đúng không ạ? Hôm nay mình có chơi test một vài ván rồi để gọi là test thử khả năng của nó. Thực ra là mình cũng test trước đó rồi, nhưng mà mình muốn chơi kỹ hơn để cho nó quen dần. Đó. Nó dồn đam khá là nhanh. Và anh có thể spam hoài cái tên lửa này. Đó, cho đến khi được lên được hai vạch thì mình đã bay trực tiếp anh ạ. Bay lên tiếp lại. Đấy. Hello bạn nhá. Cái như sao không? Trên này thì anh em không thể đổi ba lô hay là đổi vũ khí được anh em nhé. Nó không thể đổi vũ khí hay gì được. Em chỉ có thể rơi xuống rồi em đổi thêm vũ khí thôi chứ không thể đổi luôn được anh em. Khi em bắn tên lửa nó sẽ đẩy lùi bản thân mình ra và nó sẽ tích lên thêm một điểm. Mình thấy là kiểu khi anh em phun vũ kiện ấy thì nó sẽ giảm cái số điểm anh em có thể kích hoạt để bay lên ấy. Thì nó xuống còn 2 điểm thôi. Nên là em cứ thoải mái mà phóng. Phóng sao cho lên được là lên. Lên luôn. Đấy, đừng tiếc. Nên xong thì anh em cứ phóng thôi. Đấy, chết hai luôn mà. Đấy, bạn kia vừa chửi mình xong bây giờ xin chúng mình là sao ta. Đấy, anh em thấy chưa? Choáng một giây luôn mà. Rất khó chịu. Lúc thì mượn súng, lúc thì bảo hack. Mình cũng không hiểu lắm. Đấy, bắn nó dậy chịu rồi, nó dậy thì không cứu được rồi. Để em anh em vẫn lên được điểm nhá, vẫn lên được điểm bình thường. Thì mình bắn tính là nó sẽ lên nhanh hơn á. Ừ, mình nhớ không nhầm, bắn tính là sẽ lên nhanh hơn. Phun vạch thì anh em sẽ bắn được tên lửa thôi. Bay lên nhỉ? Nó đang trong chuồng. Ồ, nó vẫn kiểu hình như cái này nó nổ không xuyên địa hình đâu anh em ạ, nên anh em phải chú ý một xíu về cái địa hình. Ù, nó nổ kìa. Đây mình sẽ thử chờ nhảy lên được phóng này. Tới nhỉ? Nhảy lên được phóng này. Đấy, nó không bị di chuyển anh em ạ. Rồi mình có 36 máu rồi, tại sao ấy nhỉ? Mình vẫn đang chưa hiểu lắm. Oh no 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 no. Tí chết. Rồi bây giờ mình tranh thủ phóng nốt anh em ạ. Còn đúng một lần. Phóng nốt đi, tại vì mình cũng phải ấn E mà. Ấn E phát nữa biến thành hero luôn. Rồi, xong, đi. À, các bạn bây giờ lạ nhỉ? Mượn súng không được chửi mình.
Mình cũng không hiểu các bạn lắm, thì ra là các bạn lắp chuột cái này mình khá là tệ nên mình nhảy bunny con nó sẽ khựng khựng một xíu nhưng không cả. Video dạo này mình sẽ làm không được hay thì cái máy mình hay ngồi ấy. Nó khá là tệ trong cái khoản trong cái khoản lắp chuột ấy. Thì ra là nó sẽ khá là khó khăn trong cái việc mà quay video livestream. Nó làm mình khá mất hứng ấy. Khổ quá, chửi thì cứ chửi đi. Lại còn mất công bảo mình Rika này kia, Rika con cặc. Ừ, mình hơi khó hiểu các bạn một xíu mà thôi. Mình bây giờ quan trọng review đồ mới, không có gì. Khổ quá, cứ chửi bạn thôi. Nhờ lại bay lên thôi. Chúng ta lại bay lên, chúng ta làm choáng thôi. Không gì hết bạn nhờ. Nhờ. Nhưng con này mình nhớ là 40.000 máu mà. Ừ, 3 tên là chết rồi. Đi này. Hình như là nó là auto đuổi theo mục tiêu khi mà nó bay được một thời gian ấy, chứ không phải là mình điều hướng được hay sao ấy. Mình thấy hơi lạ một xíu khi mà nó điều hướng cái hướng là nó hơi lạ, nhưng mà mình không đi chuột, nó vẫn đi ấy, vẫn chết này. Bay lên này, đây trên này đi luôn đấy, còn có boss này choáng này. Ok, nó vẫn tự đuổi này, khó chịu nhỉ. Nhưng mà nó sẽ cái choáng nó sẽ bị cooldown ấy, xem kiểu anh em choán này thì lần sau nó sẽ mất một thời gian, sau nó mới cooldown tiếp, nên là hơi khó chịu. Nhưng mà cũng đỡ, tại vì nếu mà cái đam con này nó to sẵn rồi nên là nếu mà nó cứ choán liên tục hoài thế thì nó cũng hơi khốn nạn. Tốc độ bay của nó cũng bình thường, nó không được nhanh lắm. À, ok, đuỳnh chết. Nó từ đâu nó tự nhiên nó chết luôn mà, đây dính cái chết luôn này. Nói chung là tôi sẽ test một thời gian rồi tôi mới cho các anh em mượn được nhiều, chứ cũng không để cho mượn luôn được, mình bay lên tiếp. Đấy. Tại mình có một điểm sẵn rồi, vừa nãy mình phóng thêm một quả tên lửa nữa, nó lên được thêm một điểm. Đấy. Tầm 1-2 quả boss được này là chết queo rồi. Rồi mình chỉ sợ là lúc mình rơi xuống là sẽ có con nào nó nhòm mình thôi. Mình vẫn không quen cái kiểu mà mình sẽ phải chạy lên rồi bạn. Đấy, chết luôn kìa anh em mình. Thì mình sẽ bay lên mình bắn tiếp. Bên này. Ô, đấy. Nó tự đuổi hay sao mà? Đấy, nó tự đuổi này. Ui, mưa. Mưa rơi. Mà nó vãi lìn thật. Ôi, nó không lên kịp rồi, không lên kịp điểm thứ hai để mình bay lên rồi. Bay lên trên bầu trời rồi nhìn nhàng lại bay lên theo mọi người rồi lật bay lên cao như à. Mình chưa test được nhờ cái khả năng kia nhở, để mình thử xem nó sẽ như nào. Giữ T này mình làm nhiều khi nó bị fail nhá, mình không hiểu lắm. À đây, nó bay lên kìa. Nó cũng giống cái con kiểu có một con zombie hiện tại là nó cũng có khả năng bay lên như thế, nhưng nó skill luôn chứ không phải là do khẩu súng nữa. Nhưng khá là hay chứ. Hello bạn nhá. Ôi trời ơi. Sao ấy ta? Để sao đi? Anh em cứ từ từ để tôi test đã anh em. Đã test mà anh em bình tĩnh, cứ bình tĩnh thôi. Cày, vẫn có người cày ơi. Cày nhưng mà vẫn phải chơi mà đúng không anh em? Các bạn bị cày à? Để mình rót sữa cho các bạn nhé. Mình phục vụ các bạn tận nơi luôn nè. Sữa này màu hơi xanh tím tím nè các bạn nhá. Mình còn bao nhiêu máu nhỉ? Mình còn tận 75.000 máu này, bạn cứ bắn thoải mái luôn các bạn nhá. Ý bạn hơi tròn đấy, cho mình sờ cái được không? Cung à? Cung nhưng mà bắn thường à? Mua ác à? Khổ thân các bạn nhá. Làm sao các bạn nè? Cố lên các bạn ơi, cố lên nào. Hai con lục đá, bạn không được 1% gây máu mà. Mình có mang thêm lục đá nữa nên là nếu mà đồng đội mình có chết mình vẫn hồi 2.000 máu mà. Thoải mái nữa. Vẫn nhảy được mà. Lan chuột này vẫn nhảy được. Vẫn quậy được. Lâu không chơi mình hơi mỏi tay xíu mà chưa gì nó lên 2.200 điểm làm sao nhỉ? Nhanh quá, không quen lắm. Bạn đi bạn, cố lên, mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên thêm nào. Cũng gọi là có cố gắng bạn ạ. Ôi thế mà trượt cơ. Búc cào xa 20% rồi nhưng mà vẫn, nhưng mà nó vẫn như thế kìa. Sao còn một thằng nữa. Mình cào được bao nhiêu đứa nhỉ?
đây đây được 7 này. Ok, em luôn. Ok, cũng hết trận và mình thua top. Mình thua top. Nhưng mà mình lên bằng cách nào đấy, mình lên cái mốc 500.000 đam khá là nhanh. Sau 22 phút mình được 2.260 điểm. Về tổng quan cho anh em xem về cái món vũ khí này. Nó sẽ có khả năng nhảy nhưng mình không nhớ là liệu nó sẽ nhảy được bao nhiêu lần trong một trận. Đây. Tăng 10% tốc di chuyển, tăng 20% cái tầm xa cào và 1.000 máu. Cái này mình không, anh không thể cáp lại, anh không có thể đọc nhé. Ờ, phụ kiện nó thì đây. Vẫn 4 phụ kiện đầy đủ thôi. Cái này thì mình nói chung là cứ lấy full thì nó sẽ mạnh. Lấy full thì nó sẽ hoàn chỉnh hơn chứ. Giờ mình thấy có một số con nó không như ngày xưa nhá. Như kiểu Jack Link hay là các thứ thì bỏ 1-2 phụ kiện nó không vấn đề lắm. Con này thì khác. Con này khác em ạ. Trong Hero Chibi như cũng có cái khả năng nó gọi là cũng có cái khả năng bắn tên lửa ấy, nhưng mà nó khó tại vì nó không giữ cho anh em đâu. Kiểu sao ta? Nó giống là anh em phải giết được đủ người, đủ hai cái tên lửa các thứ nó bay lên được ấy, chứ không thì nó khó lắm. Và bây giờ ok, mình vào men hành một xíu rồi mình tắt clip thôi. Ok, bây giờ thì mình cũng được làm người rồi nên là mình sẽ bay lên thôi. Bay lên trên bầu trời rồi nhẹ nhàng lại bay lên. Rồi bay lên cao, bay lên cao như con. Đợt này còn một thằng nữa anh em ơi. Ở đây, mình đây này. Cái này phát nữa nhỉ? Đây, đây, đây. Có hàng. Có hàng nóng. Có hàng nóng đây rồi. Đâu hết rồi. Bật cái insert lên nhìn cho dễ này. Đây, nhìn hơi khó nhỉ. Ê, nó tự theo cái công vừa chết kìa. Ừ, cái này là em boss hay sao ấy chứ không phải là... Nó không phải là do mình điều hướng đâu. Tí chết. Cái này giống như kiểu một cái dash lùi ấy. Khá là hay. Hello, hello anh em. Để cái tên admin này anh em nhận ra cũng dễ thôi. Nhưng mà sao mình chết rồi. Ờ, hai đi. Đấy, cao được, xin mạng nào, xin mạng nào, xin mạng nào. Ok, ok, đây cũng được, thế này cũng được. Ok. Bay lên cái. Thả tên lửa xuống, đấy. Spam thoải mái luôn, cái này hơi vướng địa hình một xíu này là. Rồi anh em cứ kiểu mình là kiểu idol sao ấy. Mình cũng chỉ review đồ một cách rất là bình thường thôi. Anh em đừng để ý mình. Bay lên vội thôi. Kiểu cảm thấy sinh tồn cái này hơi khó rồi. Nhưng mà con này thì kiểu ăn kill được một thời gian ngắn thôi, chứ nó không kiểu như nổ không hay là cung phía dơ được. Tại vì là như kiểu trong cái map này thì ít ra những cái đợt ngày xưa ấy thì nó sẽ giống... Ủa rồi. Nó sẽ giống kiểu là anh em đứng một chỗ anh em spam được con này. Nếu giả dụ nhá, ngày xưa nếu mà nó vẫn còn cái khả năng gọi là spawn do một chỗ đi, thì con này nó cũng khó mà hiệu quả, là tại vì là nó là đam một lần rồi anh em, chứ nó không phải là đam kiểu liên tiếp dồn dập như kiểu cái con cung hay là lục laser các thứ, hay là con line shadow thì nó khó. Ôi gì mà ra vội vàng thế. Cái ác này thì mình chưa xin bên Trung Quốc cấp đồ kiểu mấy con John mình được, thế nào là hơi khó cho anh em. Ơ, dính này. Ui, không cào được. Buồn nhờ. Đây, các bạn là John mấy các thứ, HRBG các thứ mình đều cày từ đầu luôn. Ừ, mình không có chuyện mà kiểu mình đi xin được. Chính xác là chưa xin được, chứ không phải là mình không xin được. Ừ, thì các bạn là... Sao ta? Cũng nếu mà kiểu nó có một số trục trặc thôi, nên là một thời gian nữa thì nó mới được. Cái quả vật đấy nó không dính vô lý nhỉ. Bây giờ mình đẩy ra luôn. Chơi Zom 2 nhiều khi nó bị khó chịu thế đấy. Nhưng mà chắc là mình chơi thêm một hiệp nữa là mình nghỉ. Mình ngắt clip rồi, cho anh em xem là chưa chủ nhật thôi. Nhưng mà chủ nhật thì đi sự kiện nhỉ, mình quên mất. Đáng là mình phải quay, mình phải đăng vào thứ bảy này, là mình quên mất. Anh em... bay lên thôi. Bây giờ mình kiểu nick này nó không có VIP ấy, nên là mình không thả hòm cho anh em được. Bay lên. Chết. Ôi, rơi luôn mà. Rơi luôn nó mới chịu chứ. Ôi, mình bay được. Không sao, không sao. Quay được. Đấy, lôi lên một thằng nữa. Ui.
Tại vẫn rất thầy cối để bắn mấy con mà kiểu nay mình không like nhá. Thì chắc là nay mình không like nhá. Trông mình lại chơi nó cứ đủ đủ sao ấy anh em. Kiểu bây giờ mình không phù hợp với game nữa hay sao ấy chứ. Chứ là đam, ui đam này cũng hơi bé nhỉ. Cảm giác bé hơn một xíu. Đấy em, cái này nó là Xbox chứ không phải là theo hướng mình điều chỉnh nhá. Ô, thế mà chết kìa. Cái này là Xbox anh em ạ. Chứ không phải là mình điều chỉnh nữa rồi. Nó cứ vướng cái cột, có chịu nhờ. Ui, 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 ui. Sợ thế. Chết mẹ bay nhầm rồi. Bay nhầm. Má quả bay nhầm ta hại quá. Có cầu lửa nữa kìa. Không bay lên được. Trời ơi, tôi phí mất cái quả bay lên vừa nãy trời. Mày qua vẫn cào được. Đây là lần cuối tôi cào được ấy. Trong chế độ này anh em chỉ cào được 2 lần nữa. Nhưng mình nhớ không nhầm được vậy. Ui, chết luôn này. Vướng cái cột quá, trời ơi. Ta phải bay lên rồi. Thế là chỗ này là đẹp nhất này. Mình nghĩ chỗ tập này đẹp nhất này. Ừ, nó đỡ bị vướng hơn rất là nhiều những cái vị trí khác. Mới gọi là đam của kiểu skill do ma các thứ anh em dính hết sạch ấy. Ôi, hết đồ rồi. Hết thuốc rồi. Ta phải bắn rồi. Shit, no. No fucking way. Get out. Tí chết anh em ạ. Thôi lên cái chỗ hơi vướng vướng thì cũng được. Kịp không? Đâu kịp anh em. Bay cũng khá là lù đù, nó không phải là nhanh lắm. Ơ, trong này có zom này. Em vào đây farm điểm cũng được. Bắn thử khá là yếu anh em ạ. Bắn thử con này khá là yếu. Bay đâu rồi? À nó cũng tự biết tự tìm đường rồi đấy. Đây, văn nữa này. Bay lên này. Đó, chỗ này đẹp nhất còn gì nữa. Khá hay. Ôi, đây. Ôi, đây. Ôi. Nó xả cũng sướng đấy, nhưng mà trong chế độ này thì nó không lên điểm nhiều lắm. 688 này. Không được rồi. Thôi. Thế mình nghĩ cũng chỉ review đến đây thôi anh em ạ. Tại vì căn bản con này, nếu mà so đam ấy, nếu mà so đam thì căn bản con này nó không to hơn những cái con khác đâu. Và nó ngang kiểu con 3Z F-VIP nhưng mà nó là phiên bản bắn liên thanh ấy. Ừ, nên anh em cho anh em so sánh này. Nhìn như này thôi nhưng mà không chết đâu nha. Không chết người đâu, xuyên thấu còn bé hơn. Tôi bắn thử con này rồi, một viên mọi người không chết. Để tôi xem con 3Z F-VIP đây. 3Z, đây, thấy. Nó to hơn mà nó không chết ấy, nhớ hiểu. Scout đâu ấy nhỉ, tôi nhớ có con Scout to hơn, vẫn là to hơn nhưng không chết. Tôi không hiểu lắm. Thật sự không hiểu. Từ chối hiểu. Ủa to hơn mà. Tôi không hiểu lắm cái đam cơ bản của cái bọn này khi mà so sánh. Nhưng mà anh em đừng tin vào cái so sánh này, tại vì mình bắn thử rồi, mới biết mọi người không chết mà. Để mình có thể vào boss cho anh em xem. Hay là vào cái chế độ nó đấy, đấu đội gì đấy chẳng hạn. Cho anh em xem. Con này thì nó sẽ có tâm ở mọi chế độ, nên là và cái độ chính xác của nó khi mà không tâm khá là cao. Anh em có thể nhìn thấy cái độ chính xác của nó. Đấy, nó chỉ ở trong một cái vùng nhất định thôi. Nó giống kiểu là anh em bắn mấy con shotgun ấy. Còn đó anh em vẫn vừa di chuyển vừa bật ngắm được. Nhưng mà không nhảy được nhá. Bây giờ thử bắn một phát vào thân này. Thằng này. Bắn trượt. Em lại cứu đấy. Đây tôi kiếm người cho anh em. Ai ôi. Em này nhanh quá. Tôi cần một viên một người thôi, chỉ cần một viên một người thôi để kết thúc clip này. Chết luôn rồi. Ủa. Đấy, một viên một người không chết em thấy chưa? Tôi em máu mà. 87 máu. Ừ. Tôi không hiểu là nhìn đam nó to hơn nhưng mà vẫn không dính được. À thôi. Nên mình hôm nay hơi ồn tại vì có nhiều người đăng ký môn với học các thứ này là anh em thông cảm. Rồi.
Cảm ơn mọi người vì đã xem video hôm nay, nhưng mà mình đăng giờ cũng hơi sai, tại vì các bạn ngày mai là mình cũng sẽ đi fest vào khoảng 2 giờ ở trên VTC. Nhưng mà mình thì được mời vào khách VIP rồi, nên là thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đó vào lúc khoảng 2 giờ, 6 giờ gì đấy là mình sẽ có mặt ở đấy, trong khoảng đó. Ok. Vậy thôi, chúc mọi người một buổi trưa vui vẻ. Bye bye.